Xin chào bạn, đây là đôi giày Xiaomi GT và đây là đôi giày bóng rổ nha. Và đây cũng là đôi giày màu xanh, mình gọi là tạm gọi là màu xanh ngọc đi. Lần trước thì mình đã làm clip trên tay đôi màu trắng rồi. Clip mình sẽ ở đây hoặc link để bên dưới nha. Nó còn thêm một màu nữa. Cái màu đó thì mình cũng không biết gọi chính xác là màu gì. Mình sẽ để hình đây cho các bạn xem coi nó là màu gì nha. Rồi, cái hộp của nó thì cũng giống như bao cái đôi giày Xiaomi GT khác thôi. Cũng không có cái vấn đề gì đặc biệt hết. Và đây là đôi giày của chúng ta. Nó là size 45, nên rất là to như thế này. Giày bóng rổ size 45 thì to lắm. Bây giờ mình sẽ bỏ cái dây gối vào quên ha. Và đây là đôi giày của chúng ta. Màu xanh, rất là đẹp. Đế nó màu cam. Tổng thể thì mình thấy nó sẽ có là 4 màu, 4 chia thành 4 lớp luôn. Đây, màu cam, màu trắng, màu xanh này không biết màu xanh gì nhưng mà nó đậm hơn màu trên đây. Ở trên là màu xanh ngọc, ở dưới là màu nó hơi đậm hơn một chút. Đó, nó chia làm 4 tầng, 4 màu như thế này. Nhìn rất là đẹp. Cái đế màu cam thì cực kỳ là nổi bật luôn. Cái đế này thì là đế Eva cao su nha. Rất là mềm. Đây, có thể nhấn vô được không đây? Ở dưới thì chắc là cao su rồi. Và khi các bạn mang á thì nó tới đâu ta? Đây, nó sẽ tới đây. Cái chân bạn tới đây thì ăn gian được chiều cao khoảng 3 cm. Phần thân dài á thì sẽ bao gồm là đây, da. Bằng da tổng hợp nha, nhưng mà rất là mịn luôn như da em bé vậy đó. Chỉ có một phần đó là da thôi. Và trên là phần TPU. Đây. Và đây là bằng vải cổ chun. Cổ chun thì các bạn dây thật chất là để cho đẹp thôi chứ không có tác dụng gì nhiều. Tại vì cổ chun thì các bạn chỉ cần sọc chân vô và nó như đôi này thì nó sẽ giống y như mấy đôi giày của Adidas là mấy đôi mà cổ chun luôn. Là không cần mang vớ cũng được, nhưng mà bóng đánh bóng rổ thì mình nghĩ là các bạn nên mang vớ. Và phần cổ chun này nó sẽ ôm như lên cao hơn phần thường mấy đôi giày khác, thì các bạn có thể thấy là nó chỉ tới đây thôi. Đôi này thì cao hơn thì nó sẽ bảo vệ phần mặt cá và cổ chân của các bạn luôn, rất là tốt. Và phía đằng sau thì các bạn có thể thấy là có một cái logo RT phản quang nha, có phản quang ở trên phần tem, ở trên phần lưỡi gà thì sẽ có một phần có một cái chữ RT bằng da tổng hợp như thế này. Đó. Bên trong thì coi có gì không, cũng không có cái gì hết. Và phần dây thì mình không chắc là có phản quang hay không ha, chút nữa mình sẽ soi đèn thử cho các bạn xem. Nhưng mà mình nghĩ là mấy cái chỗ này đây, cái phần nối dây á thì mình thấy có phản quang rồi, dây thì không biết có phản quang hay không, mình không chắc. Đây, thêm một cái logo của GT ở đây. Và đây, cái đế của nó cực kỳ cứng luôn. Cứng nhưng mà êm. Đây, đôi này, nếu mà chọn về chọn size á, thì các bạn nên cộng lên một size mới mang vừa nha. Đó. Đây. Nó sẽ có 3 màu, màu xanh ngọc này, màu trắng và một màu nữa thì mình để hình đây. Thì màu trắng thì mình đã làm clip rồi. Bây giờ mình sẽ trên chân cho các bạn xem thử nó sẽ như thế nào ha. Nhưng mà mình trên chân á, thì chân mình chỉ mang size 43 thôi. Mà đôi này tới 45 lận. Tất nhiên là mình mang nó sẽ bị thọt và nhìn nó kỳ cục lắm. Thì mình chỉ trên chân cho các bạn xem thôi. Rộng hơn tới 2 size lận thì nó sẽ bị dưa cả khúc như thế này. Thì coi đỡ cho biết thôi. Chứ nếu mà đúng size thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, nếu các bạn nào muốn mua đôi giày này thì mình sẽ để số điện thoại ở đây. Link mua hàng được miễn phí vận chuyển mình để bên dưới nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và đây là khi mình trên chân cái đôi giày ha. Phần đế rất là đẹp. Rồi, nếu các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để link ở bên dưới nha. Và số điện thoại mình cũng đã để rồi. Thì các bạn nào muốn mua được miễn phí vận chuyển thì các bạn cứ vào link ở bên dưới xem. Và nếu các bạn nào muốn
xem về đôi giày màu trắng á, thì mình cũng để liên ở bên dưới cho các bạn xem luôn. Rồi, xin cảm ơn các bạn.